Hello hello, Trần Dung xin chào tất cả các chị em xinh đẹp. Hôm nay các nàng cùng tập với em bài tập dành cho bụng và chân nha. Eo thon, chân thẳng sẽ chờ đợi chúng ta vào ngày mai. Let's go. Động tác 1. Chân phải gác lên đầu gối chân trái, mắt nhìn thẳng. Các bạn nghiêng hai đầu gối vặn xoắn, chạm đầu gối của chúng ta xuống thảm. Đổi bên, các bạn làm tương tự như vậy với bên trái nhé. Động tác 2. Hai đầu gối của bạn khi chụm vào vuông góc với sàn. Thở ra, mở hai đầu gối của bạn về dạng chân ếch. Các bạn làm nhịp nhàng đến cuối động tác theo mức của mình nha. Động tác 3. Luân phiên áp hai đầu gối chân của bạn vào sát ngực, chân còn lại duỗi thẳng. Động tác này giúp chúng ta giảm mỡ bụng dưới, đồng thời kéo dài và giảm mỡ đùi và mỡ bắp chân luôn. Cố lên các bạn nhé! Động tác 4. Tương tự như động tác 3, nhưng thay vì áp đầu gối lên bụng, các bạn hãy duỗi chân, hai tay nắm lấy eo chân và kéo về phía mình. Động tác 5. Hai chân của bạn để sát vào nhau và vuông góc với sàn. Hít vào nâng hông của bạn. Thở ra từ từ hạ xuống. Động tác 6. Hạ từng chân của bạn thẳng sang hai bên. Các bạn hạ từ từ và làm chậm, không chạm chân xuống sàn nhé. Bây giờ các bạn đổi bên, chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với bên còn lại.
Động tác 6, nâng hông đồng thời mở chân của bạn dạng chân ếch. Hãy làm chậm, thở đều các bạn nhé. Động tác 7, đặt hai tay của bạn kê dưới mông, hít vào, nâng chân và đẩy cao lên. Thở ra, bạn từ từ hạ xuống, hai chân vẫn giữ thẳng các bạn nhé. Động tác 8, để đầu gối chân của bạn vuông góc. Khi bạn thở ra, hãy dùng tay đẩy hai bên đầu gối của bạn ra càng xa càng tốt. Mỡ đùi của bạn đang được giảm và khớp hông được linh hoạt hơn rất nhiều trong động tác này. Động tác 9, chúng ta cùng hoạt động quanh đầu gối chân. Động tác này giúp bắp chân của chúng ta được săn chắc lại rất nhiều các bạn ạ. Động tác 10, hai bắp chân của bạn được vỗ nhẹ vào nhau. Khi mình nâng chân trong tư thế này, cơ bụng cũng sẽ được khớp lại. Cố lên các bạn nhé, chúng ta sắp về đích rồi. Động tác tiếp theo, hai chân áp sát vào nhau, chúng ta cùng cho chân xoay vòng tròn, vặn xoắn bằng cơ bụng. Các bạn sẽ cảm nhận được cảm giác rất là phê khi mỡ bụng được đốt cháy. Động tác cuối cùng, bạn làm cho từng bên để đốt cháy mỡ hai bên eo nha. Hãy thở đều, đừng nín thở các bạn nhé. Thank you.
Bài tập hôm nay đã hoàn thành. Nếu bạn chưa thấy mệt thì hãy làm lại thêm một lần nữa nha. Cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập tuyệt vời cùng Dung ngày hôm nay. Bạn có cảm nhận như thế nào về bài tập này? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận cho Dung biết nha. Nếu như mà bạn chưa toát mồ hôi, chưa cảm thấy mệt thì có thể lặp lại bài tập này tiếp thêm một lần nữa. Nếu thấy yêu quý Dung, đừng quên like, subscribe và bật nút chuông thông báo để nhận được video của Dung sớm nhất nhé. Bye bye, hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Trần Dung, sống khỏe đẹp cùng gia đình bạn.